Đức kêu gọi một thế giới không có vũ khí hạt nhân trong chuyến thăm Nagasaki. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock kêu gọi một thế giới không có vũ khí hạt nhân trong chuyến thăm bảo tàng bom nguyên tử Nagasaki, Nhật Bản hôm 10 tháng 7. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, các lực lượng đồng minh đã triển khai các cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Nagasaki và Hiroshima, dẫn đến cái chết của 190.000 người. Trong chuyến thăm của mình, cô đã đặt vòng hoa và nói chuyện với những người chứng kiến vụ tấn công hạt nhân Nagasaki và những ảnh hưởng của nó Baerbock nói thêm rằng Đức sẽ tham gia với tư cách là quan sát viên trong cuộc họp của các quốc gia thành viên Hiệp ước Cấm Vũ khí hạt Nhân và làm việc trong Hiệp ước Không Phổ biến Vũ khí hạt Nhân. Đức đã không ký hoặc phê chuẩn Hiệp ước Cấm Vũ khí hạt Nhân. Trong khi Đức không có vũ khí hạt nhân của riêng mình, nước này dự trữ bom hạt nhân của Mỹ như một phần của việc chia sẻ vũ khí hạt nhân của NATO. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Baerbock tới Nhật Bản trên cương vị ngoại trưởng sau khi tham dự cuộc họp ngoại trưởng G20 tại hòn đảo nghỉ dưỡng Bali, Indonesia.